Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một trong những chiếc tủ sắp đựng quần áo cho nhân viên 983 3K của thương hiệu BMC, là một trong những dòng tủ sắt bán chạy nhất hiện nay trên thị trường tủ sắt Việt Nam. Chiếc tủ được sơn tĩnh điện, có tẩy rửa theo tiêu chuẩn 9 bể, là một trong những công nghệ dây chuyền sơn hiện đại bậc nhất hiện nay. Chiếc tủ có 6 cắn, tất cả chiều cao tổng thể 1830, chiều rộng 920, chiều sâu 450. Chiếc tủ có 6 lỗ thông khí thoáng để quần áo cho nhân viên thoải mái, và có 6 chìa khóa, 6 móc treo. Trên đây là thương hiệu BMC và mỗi cánh tủ đều có tên của từng nhân viên nhé các bạn. Chiếc tủ được sơn tĩnh điện rất chắc chắn, cào không xước. Đấy, rất bóng bẩy, xoay đi đâu bóng lên đấy nhé các bạn. Chúng ta cùng mở bên trong chiếc tủ sắt được treo quần áo. Dưới thì chúng ta lại có thể sắp những bộ quần áo này, và dưới này chúng ta có ngăn để giày nhé các bạn. Đấy, rất đẹp. Tôi sẽ mở ra từng ngăn review cho các bạn. Đấy, các bạn cùng xem. Đấy, mình sẽ mở từng ngăn một luôn cho các bạn xem. Các bạn sẽ thấy. Chúng ta cùng nhìn tổng quan bên trong chiếc tủ sắt. Rất đẹp. Hotline nhà máy sản xuất 098 277 0404, hoặc xem tại website kếtsắtcaocấp.vn. Mang những sản phẩm cao cấp, chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. Miễn phí, giao hàng toàn quốc. Được phục vụ quý vị và các bạn là niềm vinh dự của chúng tôi. Hãy liên hệ ngay đến đường dây nóng nhà máy sản xuất 098 277 0404. Xin trân trọng.